học, cô muốn mỗi bạn tìm thêm 3 người nữa để ghép thành nhóm làm bài tập. Mỗi nhóm sẽ có ngân sách 200.000 và nhiệm vụ của các bạn là phải tạo nên một bộ đồ đẹp mắt, thể hiện rõ tính cách của nhóm. Các bạn có thể mua cả phụ kiện đi kèm, miễn sao không vượt quá 200.000. Buổi học sau chúng ta sẽ bình chọn và chấm điểm nhé. Vâng ạ, các cậu thấy bài tập này khó hay dễ? Tớ thấy vừa khó vừa dễ. Cậu nói nước đôi thế, cậu phân tích khó dễ cho chúng tớ xem nào. Dễ ở chỗ nhóm mình có tớ và nơ sinh là fashionista còn gì, mix đồ dễ ợt. Khó ở chỗ để có một bộ đồ vừa đẹp, vừa chất, với giá 200 thì quá khó. Thế phải làm thế nào bây giờ? Tớ nghĩ thế mạnh của ai thì người đấy sẽ đảm nhận. Bin và nơ sinh sẽ chọn trang phục cho tớ và Tít sẽ lo phần ngân sách. Vậy tớ nghĩ chiều nay chúng ta nên bắt đầu luôn nhỉ? Yeah, lên đường thôi. Nghĩ mai rồi các cậu đã ra ý tưởng gì chưa? Tớ nghĩ mình nên bắt đầu ở trung tâm mua sắm. Còn đấy có nhiều cửa hàng nên mình sẽ không phải đi nhiều. Một lần đi chọn được nhiều đồ ý hả? Nhưng đồ trong đấy thì đắt lắm, khéo mua được mỗi cái quần. Ít nói cũng có lý đấy, hay bọn mình đi chợ đồ cũ. Được đấy, thỉnh thoảng tôi cũng mua đồ cũ, đồ đẹp, độc mà giá còn rẻ, về chỉ cần giặt sạch là được. Thế bọn mình đi chợ đồ cũ trước nhé. Yeah, yeah, lên đường thôi. Các cháu đang tìm gì nhỉ? Cháu đang tìm quần áo cho tầm tuổi của chúng cháu ạ. Vậy ở trong này, các cháu vào đây đi. Chúng cháu lấy những cái này ạ. Cô tính tiền giúp chúng cháu nhé. Của các cháu hết 230.000. Cô ơi, cô bớt cho chúng cháu nhé. Chúng cháu chỉ có 200.000 thôi ạ. Khó quá nhỉ, giá nhập của cô đã cao lắm rồi. Chúng cháu đang làm bài tập nhóm. Chúng cháu đã dành hết số tiền để mua hàng của cô rồi đây ạ. Đúng đấy ạ, chúng cháu còn không đi hàng khác nữa. Vì đồ ở đây quá đẹp rồi ạ. Thôi được rồi, quý cấp cháu lắm, nên cô sẽ giảm giá cho, để cô gói đồ lại cho. Chúng cháu cảm ơn cô. Lần trước cô giao nhiệm vụ cho các em, cả lớp đã chuẩn bị hết chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Bộ đồ của nhóm em vừa đúng 200.000. Tổng tiền của nhóm em là 220.000 ạ. Nhóm em đã chia nhau phần tiền rơi ra. Chúng em mua bộ đồ này với giá 150.000 ạ. Thưa cô, với 200.000, chúng em đã mua được 2 bộ đồ với phong cách trẻ trung năng động ạ. Cả lớp vừa được xem phần trình diễn của các nhóm rồi. Vậy chúng ta bắt đầu bỏ phiếu xem nhóm nào đã làm đúng yêu cầu của bài tập nhất. Các em dùng tiếng vỗ tay để bình chọn nhé. Vậy là nhóm của Bo đã giành được điểm cao nhất trong bài tập lần này rồi. Chúc mừng các bạn. Yeah. Bài tập này không chỉ giúp các em biết cách tiết kiệm mà còn phải tính toán chi tiêu hợp lý. Làm sao với số tiền đấy, các em có thể vừa thể hiện được mình mà trông vẫn lịch sự, không lãng phí tiền bạc. Chỉ với 200.000 mà nhóm Bo mua được 2 bộ đồ, đó là giỏi. Sau buổi hôm nay, các em có thể học hỏi các bạn ý bí quyết săn đồ vừa rẻ vừa đẹp nhé. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây rồi. Chúng con chào cô ạ.